Thưa quý vị và các bạn, đa số mọi người đều đang có một nhận thức lầm tưởng phổ biến về sự tự tin, rằng đây là khả năng thiên bẩm của một vài người. Có thể điều này đúng trong một số ít trường hợp, nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Thực tế, sự tự tin chủ yếu có được thông qua học hỏi. Bạn chắc chắn đang tự gắn cho mình là kiểu người tự tin hay không tự tin, nhưng cả hai đều là lầm tưởng của bạn mà thôi. Cuốn sách Sự tự tin không thể phá vỡ của Patrick King, tác giả của những cuốn sách tư duy sống đẹp bán chạy trên toàn cầu. Ông chuyên giảng dạy về những kỹ năng xã hội và giao tiếp, những kỹ năng mà ông coi là đòn bẩy bôi trơn cuộc đời, bởi chúng chỉ đơn giản cho bạn lối vào cuộc đời. Đây là cuốn sách hướng dẫn thiết thực giúp bạn kết nối với sự tự tin bên trong con người mình để đạt được niềm vui và sự thanh thản trong cuộc sống thường nhật, mang đến cho bạn cách để đạt một cuộc sống trọn vẹn và mãn nguyện ngay trong hiện tại, bất kể điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Cuốn sách chỉ cho bạn nghệ thuật của việc không quan tâm, phớt lờ những người khác và tự hào về bản thân mình trong một thế giới mà có thể rất khó để vận hành. Bạn sẽ nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng trong đời và học cách để dẹp bỏ những giọng nói trong tâm trí đang thì thầm rằng bạn không thể làm được điều này, bởi vì bạn thực sự có thể. Để tự tin, bạn cần phải hiểu rõ mình là ai, cũng như xác định xem thực sự mình đang ở đâu, mục tiêu của bạn là gì, và bạn sẽ đạt được bằng cách nào. Bạn sẽ cần rèn luyện để có các kỹ năng tương ứng để có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Với 171 trang sách khổ 14x21cm, do nhà xuất bản Phụ Nữ mới phát hành năm 2018, cuốn sách sẽ giúp bạn phát triển một thế giới nội tâm vững chắc, mạnh mẽ, đồng thời vượt qua mọi thử thách của cuộc đời bằng sự tự tin vốn dĩ đã tồn tại trong chính con người bạn. Cuốn sách sẽ dẫn dắt bạn trên hành trình khám phá bản thân để luôn thể hiện những điều tốt nhất trong bạn.